Trước mắt các bác là điều khiển One Remote xịn sò của TV Samsung, tích hợp cái công nghệ tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt và có cả cái khả năng sạc pin bằng năng lượng mặt trời nữa. Tuy nhiên thì trong clip này em cần lưu ý với các bác một số vấn đề rất là quan trọng liên quan đến cái remote này. Các bác phải biết điều này khi mà sử dụng cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời này của TV Samsung các bác nhé. Việc sử dụng điều khiển tìm kiếm giọng nói hay là mở các ứng dụng hay là truy cập vào YouTube mở các video anh như em thao tác đây nhé, các bác nhìn này, mở ứng dụng YouTube này, các bác thấy không, nó sẽ ngay lập tức nó mở ứng dụng YouTube ra. Tức là khi mà dùng thì các bác sẽ sử dụng phím micro ở trên điều khiển, có thể là mở các video, mở nhạc vàng 4K đấy, thì trời ảo tích hợp ở trên TV của Samsung sẽ gì, sẽ nghe theo lệnh, các cái câu lệnh mà mọi người dùng điều khiển đấy, dùng điều khiển và dùng vào cái phím micro này để tương tác. Tất cả những cái đoạn video rồi các nội dung hay là các bác muốn tương tác với cả trợ ảo, tắt bật, tăng giảm âm lượng, khởi động các ứng dụng trên TV của Samsung thì đều có thể làm được với cái điều khiển này, nên là dùng điều khiển này thì sẽ rất là thường xuyên. Cái vấn đề mà em cần lưu ý mọi người trong cái video này đó là cái vấn đề liên quan tới quá trình sử dụng điều khiển One Remote sạc pin năng lượng mặt trời của Samsung thì nó không có dùng pin nên nó rất là nhẹ. Khi mà đã lược bỏ bớt đôi pin ở bên dưới đi này, điều khiển được thu nhỏ, hệ thống các phím bấm cũng được tối giản, và chất liệu của nó với những dòng trung cấp, dòng cơ bản là bằng nhựa, nên là cái quá trình mà dùng gia đình thì có nhiều người sử dụng ấy, thì thứ nhất là các bác phải lưu ý cái quá trình dùng là không được quăng quật, cầm sử dụng không được làm rơi, không lém, hay là đơn giản là các bác đừng để điều khiển vào khu vực vị trí có nước. Chẳng như tại không gian của gia đình có phòng khách, cái vị trí bàn uống nước thì mọi người theo thói quen thì thường hay đặt ở trên cái mặt bàn của phòng khách. Sau đó thì quá trình dùng thì có người uống nước, các cái chén hoặc cốc để nước thì nước nó sẽ rơi ra bàn và mọi người vô tình mọi người đặt cái điều khiển vào vị trí đó thì rất dễ là gì, rất dễ hỏng. Cái điều khiển này thì khá là đắt đỏ và có một cái việc quan trọng đó chính là cái tem. Tem có mã code QR, có cả số series của điều khiển liên quan tới cái kích hoạt bảo hành điện tử cũng như là bảo hành điều khiển cho gia đình. Mọi người dùng ấy, nếu mà vô tình mà ngứa tay hay là gia đình mà có trẻ nhỏ nó rất là hiếu động và nó nghịch ngầm ấy ạ, thì các bác cầm thì các bác thường các bác không để ý, nó sẽ bóc cái tem này đi. Và khi không còn cái tem này nữa hoặc là nước các thứ nó mờ đi, nước nó vào đây, mồ hôi bám đây nó mờ đi, thì khi đó điều khiển gặp lỗi trong quá trình dùng gặp lỗi và cần hỗ trợ bảo hành từ hãng, thì nếu mà không có cái tem, không có cái mã code này, không có cái mã series của cái điều khiển này, thì ngay lập tức là các bác sẽ bị từ chối bảo hành và bắt buộc phải mua điều khiển mới. Hay là mọi người trong cái thời gian mọi người dùng vẫn trong thời gian bảo hành và bảo hành khi đó không có tem thì sẽ bị mất phí. Cái việc từ chối bảo hành ở đây là hãng họ yêu cầu bắt buộc là phải có tem và có cái số series đằng phía sau. Đây, cái chính là cái tem mà em đang quay để mọi người xem đây. Nên là các bác cần phải để ý cái vấn đề nhé. Không được quăng quật là một, không được để vào vị trí nước là hai. Quá trình dùng lưu ý không được để mờ, không bị bóc cái tem này ra là ba, hai cái tem này. Thì đó là cái vấn đề liên quan tới quyền lợi của mọi người. Samsung ra cái điều khiển này thì cũng khá là thuận tiện trong quá trình dùng. Nhưng mà khi mà dùng mọi người không để ý, rất nhiều người mua về mới một thời gian thôi, mua bấm tắt bật xong, chọn trong chương trình ném quăng lại, ném đặt nó xuống mặt bàn, hay là cầm ẩu, quá trình dùng nghịch nó rơi xuống mặt lần sàn nó vỡ và để vào nước, hay là bóc cái tem ra thì bị từ chối bảo hành. Thì cái video này đơn thuần em chỉ chia sẻ với mọi người liên quan tới cái vấn đề là bảo hành của cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời trên dòng TV Samsung mới mọi người nhé. Tất cả những câu hỏi của các bác thì gọi trực tiếp vào hotline của bên em hoặc bình luận bên dưới video, em sẽ hỗ trợ mọi người. Cảm ơn các bác.